Erik Ten Hag chính thức được Manchester United giữ lại. Và đây chắc chắn là tin tức nóng nhất làng túc cầu 24 tiếng qua. Bên cạnh đó, chiến thắng hủy diệt của Bồ Đào Nha hay việc Paris Saint-Germain theo đuổi Vinicius cũng sẽ xuất hiện ngay sau đây. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Erik Ten Hag tiếp tục làm huấn luyện viên Manchester United. Không phải bất kỳ thương vụ bom tấn nào mà việc Ineos giữ lại Erik Ten Hag mới đang là cập nhật thu hút sự chú ý khổng lồ của truyền thông xứ sương mù. Trái với mọi đồn đoán vài tuần qua, chiến lược gia 54 tuổi đã thành công trong việc thuyết phục Ineos cho mình thêm cơ hội nhờ vào hai danh hiệu giành được cùng Quỷ Đỏ trong thời gian gắn bó. Thậm chí nhà báo David Ornstein cũng tiết lộ việc đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng gia hạn với thuyền trưởng Quỷ Đỏ. Tất nhiên, sự tranh cãi khổng lồ đã nổ ra ngay sau khi truyền thông châu Âu đăng tải thông tin trên và có lẽ chỉ thời gian mới có thể kiểm chứng sự đúng đắn trong quyết định của bộ sậu Manchester United. Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha đại thắng. Trận thua sát nút trước Croatia mới đây khiến các fan của Bồ Đào Nha không khỏi lo lắng, vì vậy Seleção châu Âu đã ra quân ở cuộc đụng độ Ireland cùng quyết tâm rất lớn. Tinh thần trên giúp đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez lấn lướt đối thủ về mọi mặt và giành chiến thắng ấn tượng cùng tỷ số 3-0. Điều đáng nói là đội trưởng Cristiano Ronaldo lập cú đúp và cũng nhận số điểm đánh giá cao nhất trên sân từ SofaScore. Cập nhật trên cũng giúp CR7 cùng với các đồng đội tăng tối đa sự tự tin trước Euro trên đất Đức, cùng mục tiêu không gì khác ngoài chiếc cúp vô địch. Tuyển Việt Nam lỡ hẹn với vòng loại thứ 3 World Cup. 24 tiếng qua là một khoảng thời gian buồn với các fan bóng đá trong nước khi xuất hiện liên tiếp các cập nhật kém vui ở vòng loại World Cup. Cụ thể, Indonesia đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 để trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất giành vé đến với vòng loại thứ 3. Còn ở cuộc đụng độ sau đó vài giờ, Việt Nam cũng không thể có lời chia tay đẹp khi bị Iraq đả bại cùng kết quả 3-1. Đây là trận thua đầu tiên của những chiến binh sao vàng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik và có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc đã thấy được sức ép khổng lồ dành cho mình cùng với các học trò. Paris Saint-Germain theo đuổi Vinicius. Việc Kylian Mbappe chuyển đến Real Madrid khiến Paris Saint-Germain chịu sức ép phải mang về một ngôi sao xứng tầm để khỏa lấp khoảng trống mà đội trưởng tuyển Pháp để lại. Theo cập nhật từ truyền thông xứ Lục Lăng, đội chủ sân công viên các hoàng tử đưa Vinicius của chính kền trắng vào tầm ngắm. Thậm chí là với tiềm lực tài chính khổng lồ, Paris Saint-Germain còn ấp ủ thực hiện một bom tấn chấn động thế giới bóng đá như từng làm ở thương vụ Neymar. Tuy vậy, tâm tư của Vinicius là điều cần được nhắc đến khi ngôi sao Nam Mỹ vẫn đang cam kết tương lai cùng Los Blancos. Robert Lewandowski lỡ đại chiến với Hà Lan. Sau mùa giải sóng gió cùng với Barcelona thì Robert Lewandowski đã tiếp tục gặp vận rủi trong quá trình hội quân cùng với tuyển Ba Lan. Cụ thể, tiền đạo kỳ cựu bị rách cơ bắp nên không thể ra sân ở cuộc đấu mở màn Euro giữa Đại Bàng Trắng và Hà Lan. Đây là thử thách không hề nhỏ cho Ba Lan khi họ vốn đã rơi vào bảng đấu khó với Pháp, Hà Lan cùng với Áo. Matthijs de Ligt sẵn sàng tới Manchester United. Sau khi được đảm bảo tương lai thì huấn luyện viên Erik Ten Hag đang khẩn trương lên kế hoạch chuyển nhượng cho Manchester United. Ở hàng thủ, cậu học trò cũ Matthijs de Ligt được chiến lược gia người Hà Lan đánh giá là sự thay thế hoàn hảo cho Rafael Varane. Ở chiều ngược lại, de Ligt cũng hiểu mình nằm trong danh sách có thể giao bán của Bayern Munich và sẵn sàng chuyển đến Premier League để tìm kiếm cơ hội mới. Vì vậy, triển vọng của thương vụ trên sẽ nằm ở việc Quỷ Đỏ có đáp ứng được yêu cầu tài chính từ phía Hùm Xám hay không. Juventus săn đuổi Jadon Sancho. Sự chậm chạp của Dortmund trong thương vụ Jadon Sancho đã tạo cơ hội cho những tập thể cũng muốn có ngôi sao người Anh. Cụ thể, Juventus là đội bóng mới nhất dành sự quan tâm đến chân chạy cánh sinh năm 2000 và lão bà thành Turin sẵn sàng cạnh tranh song phẳng với Á quân Champions League trên bàn đàm phán. Ở chiều ngược lại, Manchester United sẽ ưu tiên bán Sancho cho tập thể đầu tiên đáp ứng được mức giá 40 triệu bảng mà họ mới đưa ra. Antonio Rudiger từ chối lời mời từ Al Nassr. Với túi tiền không đáy thì Al Nassr muốn chiêu mộ một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới vào lúc này là Antonio Rudiger. Thế nhưng ngôi sao người Đức vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình tại Real Madrid nên nhanh chóng phát ra tín hiệu từ chối tập thể Trung Đông. Việc này gây khó cho quá trình nâng cấp đội hình của Al Nassr sau khi đại gia Tây Á liên tiếp thất bại trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo tiết lộ bí quyết giữ sự dẻo dai. Trước khi Euro khởi tranh thì Ronaldo đã có buổi phỏng vấn khá dài với báo chí. Khi trao đổi về bí quyết giữ được sự thăng hoa, CR7 đã có chia sẻ đầy cảm xúc cùng với nội dung.
Năm này qua năm khác, tôi luôn cố gắng cải thiện một số điều, luôn luôn có chỗ để hoàn thiện hơn. Khó có sự chuyên nghiệp nào lớn hơn vậy, và cú đúp vào lưới của Ireland chính là lời khẳng định của chủ nhân 5 quả bóng vàng trước thềm Euro 2024. Fernando Torres thăng tiến trong nghiệp cầm quân. Là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ của mình, và Fernando Torres cũng sớm thăng tiến với nghiệp cầm quân. Cụ thể, sau thời gian nắm đội U19 Atlético Madrid thì chiến lược gia xứ đấu bò đã được đôn lên dẫn dắt đội B của câu lạc bộ chủ sân Wanda Metropolitano. Nếu có thể làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, khả năng Torres kế nhiệm Simeone vào một ngày không xa là kịch bản đáng để chờ đợi. Real Madrid sẵn sàng bán Ferland Mendy. Dù đã hồi sinh mạnh mẽ mùa giải vừa qua, nhưng tương lai của Ferland Mendy tại Real Madrid lại không hề chắc chắn. Thậm chí quá trình đàm phán gia hạn của ngôi sao người Pháp cùng với đội bóng chủ quản cũng đã đình trệ sau vài cuộc thảo luận. Vì vậy, kênh trắng đã sẵn sàng đẩy đi hậu vệ xứ lục lăng nếu nhận về lời đề nghị hấp dẫn. Nếu kịch bản trên thực sự diễn ra, Los Blancos khả năng cao bạo chi để đưa Alphonso Davies về thay thế Ferland Mendy. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Euro đã tới gần và các thông tin về ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già sẽ chiếm sóng truyền thông giai đoạn tới. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về làng túc cầu. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.